Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thái Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Buttercast nha anh em ơi. Mèo con đại chiến. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy là cho mình nhiều một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nha anh em. Đó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai này nhé. Thì cho hôm nay được spin đấy. Tiếp tục quay này anh em. Quá ngon luôn. 7. Úi xồi ôi, nhiều cát phút dã man. 7 cast food và spawn thêm một lần spin nữa. Bây giờ tôi được 7 tiếp thì tôi lại được thêm rất nhiều cast food ha. 7. Ui đừng, tại sao lại được có cái chuông ở đây? Không, no. Buồn. 910 cast food thôi anh em ạ. Hơi buồn ha. Thật là hơi buồn. Thế nhưng mỗi tuần đã được cho quay số một lần đấy anh em ạ. Vãi đạn luôn. Buồn ghê. Ở phần race có những loại mèo mới không? Ôi, cho có những con mèo thần đèn, nó có những con mèo. Ôi, 1500 thì có 750 thôi anh em ạ. Ok, ngon thật Uber. Ok, mình sẽ thử nhá. Mở một cái nhá, starter. Quá rẻ luôn, 750 thì quá là rẻ rồi anh em ạ. Không có rẻ đấy đâu nhá, bình thường nó phải là 1500. Một con mèo salon cast, một con bắn súng, một con mèo gọi là mèo gì nhá, jurassic cast, mèo cà kheo, một con ray. Nói chung là ui super ray ạ, phật tổ Như Lai anh em ơi. Được, con này cũng được ha. Mèo cắt cây à. Ca sĩ anh em ạ. Ồ, thế không được ấy à. Chúng ta hình như không được ấy rồi. Mèo đấu kiếm anh em ạ. Valentino. Chứ khá là buồn cười. Ôi, không được ấy rồi anh em ơi. Ôi, mèo robot nè. Nhưng vấn đề tôi có được ấy đâu. Tôi được một cái lucky. Lucky là cái gì? Tôi được cái gì nhỉ? Mình có một cái lucky anh em ạ. On now for its draw guest. Một cái lucky ticker á. Uber beast này khó lắm. Uber ray baby garu này. Uber ray gal này. Con này khỏe lắm. Ui, con này tỷ lệ Uber Super Ray ra chỉ có 9% anh em ạ. Super Ray là 26%. Baby Gale và tiến hóa thành Misty Lost Gale. Đây, tiến hóa thành Mitama the Oracle. Nhưng con này có thể hoàn toàn tiến hóa được. Nhưng mà mình có được đâu. Buồn. Thật sự luôn. Yeah. Buồn dã man. Ui được luôn anh em ạ. Ui được tốc độ không luôn. Vãi đẻ. Oh my god, lần cuối cùng được có tốc độ không luôn. New, ui. Vãi đạn luôn anh em ạ. Hai lồng. Tôi không mở nốt lần đấy là tôi nghĩ tôi tèo á. Vãi đạn luôn anh em ạ, tôi được cái đấy. Con ngon con vãi trưởng luôn anh em ạ. Ok, sử dụng ô luôn ha. Vãi đạn. Được một cái con tôn ngộ không anh em ạ. Con tôn ngộ không có tiến hóa không ta? Ui, nhìn chung có vẻ xịn sò, nhưng mà mình đang thiếu cái card push này. Mình lấy ở đâu ra đây? Mình có thêm một Uber Super Ray nữa anh em ạ. Ảo ma thật đấy. Con này giá tầm khoảng 2800 thôi anh em ạ. Không phải đắt lắm đâu. Thế nhưng mình thấy nó cũng không phải đắt lắm. Con này tác dụng là gì? Unit Info anh em ơi. Ui, tự nhiên được con xịn sò anh em ạ. Ngon thật sự luôn đấy. Tự nhiên mình vào thôi. Chúng ta chẳng cần để nạp tiền mà chơi cũng mở được nhiều thứ, nó rất là hay anh em ạ. Tự nhiên được anh em ạ. Gọi là may mắn ấy, gọi là may mắn đầu năm anh em ạ. Mở nghe tốc độ không? Sát thương lớn từ xa. Mạnh mẽ chống lại kẻ thù đen và kẻ thù đỏ nha anh em. Black Red Enemy Arena Attack. Wow. Effect này. Đánh gọi là nhiều kẻ địch anh em ơi. Đánh nhiều kẻ địch. Cái này mạnh với Rest này anh em ơi.
và Black Enemy ha. Strong Again, thử dịch cái này ra anh em. Thử dịch cái này ra xem nó như gì. Sao không thì người ta chống lại mạnh mẽ các loại kẻ thù được chỉ định sẽ nhận thêm sát thương, với lượng sát thương nhận được từ loại đó cũng sẽ giảm. À, với người đánh nhau với loại Red và loại đen thì nó sẽ giảm. Ok, quá ngon luôn. Bây giờ tôi nâng cấp kiểu gì nhỉ? Tôi muốn nâng cấp con này lên quá, cho nó mạnh lên anh em ạ. Để xong rồi tiến hóa xem như thế nào ha. Đó, đó. Nâng cấp, à nâng cấp thì phải sang chỗ khác anh em ạ. Đây là phần equip rồi, upgrade này. Đấy, đây mới là phần nâng cấp này anh em nhá. Đúng là lộc lá đầu năm luôn ạ. Nâng cấp cái con Uber Super Ray à. 9800 để nâng cấp một lần lên anh em ơi. Mạnh chát, đáng ngon luôn. Rồi Gamoto, con này đi khai thác các thứ gì đây này, khai thác về rồi này. Level 2 à, cái này cái quốc khá nhiều ạ. Được kinh nghiệm anh em ạ. Rồi đi đào bới, đào sới 6 giờ này, full này. Rồi đi full đi anh em ơi. Đi full, chúng ta đang đi có thể là tối đa để cho đi 6 tiếng anh em nhá. Ok, bây giờ tôi sẽ đánh thử. Tôi có khá là nhiều mèo mới ấy, nhưng mà vấn đề là tôi sẽ đánh theo kiểu gì. Mình đã bị mắc ở cái một cái cửa bên này, nó không dễ đánh tí nào cả, nên mình sẽ chơi một cái cửa cũ rồi nhá. Đan mạch đang hơi khó đánh á. Mình sẽ đánh ở cái Germany để cày tiền anh em. Là được á, cày kia để nâng cấp cho cái con mới của chúng ta lên á. Muốn test thử sức mạnh của 2K8 á. 2K8 phải nói là ngon đấy anh em ạ. 2K8 nghĩ là sẽ nhanh thôi. Mình đã mắc cái điểm này rồi. Mấy cái này mình cũng mắc lên á. Nói chung là cũng được. Bây giờ phải nâng cấp rồi á. Nâng cấp lên thì quá ngon luôn. Yes. Hay đấy, 2K8 á. 2K8 à, ok, tôi sẽ chỉ cần mua con này thôi. Mua con đạo này, con này khá khỏe. Mình thấy nó nâng cấp lên đánh nhau thứ cũng ok lắm anh em ạ. Bút đấy, đúng rồi. Bút đúng bạn ơi. Ok. Mình con này có thể vụt khá nhanh em. Mình khá thích con này, nó vụt đấy. Chết khá nhiều ấy, đùa thôi. Chuyện tốc độ nó nhanh anh em, tốc độ vụt nó nhanh. Mình rất thích cái kiểu này anh em ạ. Đầu tiên có điểm là sẽ nâng cấp con Uber Super Ray này lên là chắc cú này. Ôi cá sấu ạ, ôi cá sấu anh em nhé. Má một vả cá sấu chết luôn anh em ạ. Tèo luôn ạ. Thế nâng cấp con này mình thấy khỏe, thấy nó hay. Đấy, mạnh ấy. Cá sấu. Con này có thể là chủ đạo của mình, mấy con này nó khá là chậm anh em ạ. Nó không nhanh. Mình nâng cấp con Titan nữa ạ. Đây, Ngộ Không đây. Ngộ Không có lẽ là sẽ khá là xa đấy. Chết rồi. Thanh niên ấy chết là đúng rồi anh em. Ui, Ngộ Không kìa anh em ơi. Vãi đạn. Ui ôi. Gậy Ngộ Không không? Ui ôi. Quả gậy tốt Ngộ Không kìa anh em. Phê dã man nhở. Vãi đạn. Khỏe lắm đấy. Con bánh mì khá khỏe. Mình thấy là nó khá là ok. Thêm mấy thằng tăng cơ thứ mang đi. Gãy rồi không? Rồi ôi, dáng trần. Ở bên cái có điểm để nâng cấp cho Ngộ Không ha. À, nâng cấp cho cái con này trước à. Ngộ Không sẽ để dần dần, mình sẽ cày dần dần để mình nâng cấp. Bây giờ sẽ có thử tính từng loại anh em. Có nhiều tăng cơ ở phía trên rồi. Không cần thiết lắm. Tấn công hơi chậm. Nếu như mình đánh giá tấn công cái nó sẽ hơi chậm tí. Lên đi bạn ơi, đúng rồi. Không có tăng cơ cái là ngon ngay nhỉ. Sao victory à? Tôi kiếm được khoảng 10.000 kinh nghiệm à. Chisua, từ tôi cũng chưa thể nào mà leo rank lên cao đâu. Mình đang có 16.000 này. Upgrade con đấy thuộc Super Ray anh em phải không nhỉ? Cái con cặp Frantino
cà Frentino này. Đây là những con thuộc trường phái Super Ray. Ồ, có con Phật Phật tổ Như Lai ha. Super Cast. Nâng cấp con nào nhỉ anh em nghĩ nên nâng cấp con nào nó sẽ hợp lý ha. Mình sẽ nâng cấp Uber Super Ray ha. Level 2 luôn anh em ạ. Nó có thể chống chịu được khá nhiều và đòn và nó mạnh hơn tí, kiểu dạng như vậy. Thì vẫn rất là đáng để thử đúng không? Rất đáng để vẫn chơi ở Đức thôi. Cái cửa Đan Mạch đang khó quá, không chơi được, nó không thể chơi nổi ấy. Nó có mấy con khỏe quá vào cái nó đấm cho đã thua rồi. Con này chỉ thuộc cấp độ Ray thôi anh em ạ. Có vài con thuộc cấp độ Ray thôi. Chưa tiệm cận được Super Ray hay là cái gì đó. Đánh một trận khá lâu nhỉ, không nhanh tí nào. 2k5. Ôi trời, nhầm mà. Con này hơi yếu ấy. Con này nó hơi... Đúng là pháp sư, đúng là hơi yếu thật. Để con này nó vụt thì nó thích hơn. Fire, bắn. Ôi, bắn nó chết luôn ạ. Nó kiếm được khá nhiều tiền. Có hai con chính ở đây thì mình từ từ sẽ mua con 2k8. Ngộ không đẹp. Nó đẹp. Ok. Chẳng qua là cái con Uber Super Ray kia của mình thì chưa cho tiến hóa thôi. Cho tiến hóa lên thì nó cũng gọi là ra gì và này nọ hết anh em ạ. Không tệ đâu, mình nghĩ không tệ tí nào đâu. Đúng rồi, 2k8 đúng không? 2.800 điểm luôn anh em. Nó cố lên 2.800 để luôn chết hết. Ok, mua luôn con này vẫn phải vừa nâng cấp lên anh em ạ, nên không phải lo. Chuyện luôn, vãi cả lông, phải nó được, nhưng gớm ấy. Nhờ, nâng cấp một lần, mới có một nâng cấp một lần đam lên anh em ạ. Một lần một level rồi đấy, mà nó bắt đầu khỏe đấy. Con Ngộ Không sẽ là chủ lực của mình anh em ạ, đánh vào Uber Super Ray à. Có lẽ tôi sẽ gọi thêm khoảng hai con 2k8 lên thì nó sẽ là khác bọt lắm, thật sự là như vậy. Nhưng mà cũng không sợ không kịp lên hai con ha. Mình thì mình cần có thời gian để mình tăng cơ anh em. Nhanh mà. Ô không mua được. Tại vì thời gian hồi nó khá lâu á. Cũng muốn mua nhưng mà không mua được tại vì hồi lâu lắm. Ô không ơi. Bắn đi, đừng chết, không lâu á, không đánh nữa à? Úi rồi chết hết mỡ rồi mới đánh nó thì nói là cái quái gì đúng không nhỉ? Yeah. Tấn công anh em, úi rồi ôi, Wukong, lúc mà tiến hóa lên thì nó còn sẽ đẹp gấp bội lần anh em ạ, chết rồi. Công được có 9.700 thôi anh em ạ. Sao yếu ít nhỉ? Cảm giác nó hơi ít anh em ạ nhỉ. Nâng cấp lần 2 dành cho Uber Super Ray thì nó sẽ lên được khoảng 14.000 à. Lên level 3 rồi. Nhưng mà không xem được đam, không xem được bất kỳ một cái gì nhỉ. Mình có con Kubi Luga này nhưng mà đang hơi khó nâng cấp à. Lần 3 sẽ cần khoảng 21.000 để nâng cấp. Cà đẻ. Mission này. Có một vài cái mình xong rồi cơ. Đây, complete đây. À chưa. Cái này là những cái thứ đã xong rồi nên nó thế. Ở lúc store nó có cái thẻ vàng hay cái gì nhở? Quên rồi. Thế là thẻ này. Cái này thì không có gì nhiều, thật sự là cái này không có quá nhiều thứ để mình chơi, mình đánh. Dừng lại, ôi có con mèo à, tăng cát ạ. À. Vãi cả Sandstorm, làm gì ấy. Ở đây Lucky này anh em, có cái năm mới anh em ạ. Ok, vãi đạn.
Nào được tặng năm mới anh em ạ. Ok. Cái này để tăng speed thôi, tăng tốc độ rồi. Nice. Speed lên. Ôi, cũng có mèo nha anh em. Mèo 4 chân luôn ha. Ligro XP up. Mấy cái item mày dùng kiểu gì nhỉ? Cast job lên 23. Rich Mark. Rich cast lên 11. Mẹ con mèo gì đấy. Lucky capsule. Không. Lizard. Lizard. Chúng ta có thể đổi sang thành kinh nghiệm cũng được anh em ạ. Mấy con trùng trùng rồi. Rich cast. Ôi một cái hòm này. Fantastic. Fantastic. Hòm này làm gì đấy? XP cộng 30.000. Ok. Nice. Đang thiếu điểm. Thiếu dã man luôn. Phát được 30.000 luôn. Nó gọi là ngon. Cần XP nhỉ. Cái XP nâng cấp cho Ngộ Không lên ha. Dĩa thử Ngộ Không XP cộng 10.000. Sao không được 30.000 ha. Nhưng mà năm mới có khác. Ngon ghẻ ghê ra. Mới chết rồi. Sao không bán lên đi nhỉ. Giờ cái năm mới upgrade tiếp tục là Uber Super Ray lên. Chúng ta lên upgrade này. Ui my god, giờ lên thành 40.000 à. Cứ thử đánh cái nước ấy xem đánh không. Đan mạch xem. 87 năng lượng rồi anh em ơi, đánh nốt á. Battle begin. Có vẻ hơi khó anh em. Đan mạch. À đâu, đúng rồi, đan mạch. Đan mạch khó lắm ha. Cái nước này có dễ đâu anh em, không hề dễ luôn. 28 á, 28 cố. Lúc đầu thì nó chưa có con gì gọi là quá khỏe đâu anh em, lúc sau cơ. Rồi sau cơ, cái mà cái nhà này mình còn chưa nâng cấp lên máu luôn. Hơi toang nhè. Chưa nâng cấp lên máu, chưa nâng cấp lên các thứ thì cũng hơi mệt, hơi toang tí. Vụt đấy á, vụt tạm đó. Con này rất nhanh nha anh em, vụt rất nhanh mà nó không kịp cắn luôn anh em ạ. Nhưng mà để đánh thì cũng rất là tốt thôi. Okay. Yeah. AK8 lên mua trước. Yeah. Đây cũng hơi bị sẽ chiều một cái con rất là khỏe bên này ra, không biết là mình có đánh được không. Cố gắng trận này, hôm nọ đánh thua, toàn thua rồi. Thì hôm nay cố gắng ha. Cố gắng cày tối cày ngày để nâng cấp Uber Super Ray lên các kiểu là điều. Nói chung mình chỉ cần thế thôi, mình không cần quá nhiều. Đang vừa phải. Đang 8 ạ. Vẫn đang đánh rất tốt đấy chị nhỉ. Có 7 rồi. 8 rồi anh em, mua tất cả những con gì có thể mua đây. Không cần là cần đấy anh em ơi, cần con khả năng tăng cơ. Nó cố gắng mua mấy con này để nó có cái con nó tăng cơ hộ cái. Không tăng cơ là cũng mệt đấy. Di chuyển đi chậm mà úi được con voi anh em ạ. Đấy, 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 con voi đấy anh em ơi, đấy con voi đấy. Chết rồi, đẹp quá rồi. Ủa, được, không phải được thế chứ, đúng là Uber Super Ray, đúng là khác biệt, tốc độ đánh hơi chậm rồi, nhưng mà thôi, được anh em ạ. Đấy, sẽ là con voi rồi, vãi đạn luôn ạ. Voi solo mình anh em, chú voi con khá khỏe, cứ dùng cái hại được không? Hết. Đã đầy tiền quá rồi. Đầy không thắng nữa thì thôi, là cái gì đó đúng không anh em? Con voi cả một đống tiền luôn đấy. Nhưng mà con này thì thế mình cần hai con Uber Super Ray anh em. Còn hai con Uber Super Ray để gọi là đấy, bây giờ thì hấp diêm thôi. Chờ chờ mình đã đang mạch thôi, là đang mạch thôi. Rồi ok, đánh chắc cú vào thắng rồi, chỉ còn voi là mạnh, trong team nó chỉ còn voi là con mạnh nhất thôi anh em.
con gì mạnh hơn đấy. Rồi xong, nice. 11, có 11.000 thế à? Tôi nghĩ là tôi sẽ nâng cấp có một con mèo mới. Được vé vàng luôn anh em ạ. Đang mạch clear sẽ được vé vàng ha. Vé vàng có thể mở được cái Ray Capsule này đây. Hãy giữ cái này cái vé vàng ha. Cũng được anh em ạ. Mà sau mình mở Uber Super Ray ra mấy con khác khác với ấy nhở. Ok, đây thì nó ra mấy con khác hẳn nữa. Neko này cũng có thể ra được cái bọn dưới này luôn anh em ạ. Cái này nói chung là nó cũng sẽ quá đủ luôn. Thì một đôi về vàng đi anh em. Đang thấy hay, đang thấy khá là phê đánh. Vãi đạn. Rồi ok, chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Mình nghĩ là mình sẽ upgrade cái mà chúng ta kiếm được sau khi mà ấy. Đây vừa 5+1 luôn ạ. Tăng cái energy đâu nhỉ? XP kiếm được khi mà chúng ta clear một cái state á. Clear một cái state thì sẽ được nhiều điểm hơn ấy, kiểu dạng như vậy ấy. Nhỉ?